Dự án xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau ký hiệu CT01. Đây là đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông cuối cùng đang được xây dựng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin chào quý khán giả đang xem video, tiếp tục hành trình đi cập nhật hình ảnh xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau tại địa phận tỉnh Hậu Giang. Video hôm nay tôi sẽ gửi đến cô chú và các bạn hình ảnh tại nút IC4 giao quốc lộ 61 và nút giao qua thị giữa hai đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau tại vị trí nút IC4 giao đường quốc lộ 61. Nhìn từ bản đồ vệ tinh đã chụp ngày 26 tháng 10 năm 2024, chúng ta sẽ thấy vóc dáng đường tỉnh 926B cũng đang xây dựng từ đường quốc lộ 61C sẽ kéo dài đến đường bản lộ Phùng Hiệp. Vị trí nút IC4 đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau chỉ cách nút giao Hoa Thị khoảng 600m, cách thị trấn Kinh Cùng của huyện Phụng Hiệp 4km. Trong tương lai, sau khi đường cao tốc đưa vào sử dụng, thì bà con cô bác mình ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp muốn đi thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang thì cứ việc chạy trên đường quốc lộ 61 rồi đi vào nút IC4 đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau sẽ đến nút giao Hoa Thị, nhập vào đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi về hướng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chúng ta quan sát hình ảnh tại vị trí nút IC4 thì nhà thầu đang triển khai lau lắp dầm cầu vượt đường quốc lộ 61. Sẽ còn 5 nhịp đang được nhà thầu lau lắp dầm. Quy mô các cây cầu trên tuyến đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau ở vị trí nút giao thông sẽ rộng 6 làn xe, hai đường nhánh ra vào cao tốc đang được nhà thầu triển khai lắp các nền đường. Nhịp cầu vượt ngang đường quốc lộ 61 có thể sẽ lắp đặt cuối cùng vì phải phân luồng điều tiết giao thông đi trên đường quốc lộ 61. Song song đó, nhà thầu đang xây dựng bản mặt cầu, lan can cầu cũng như khe co giãn, thi công giải phân cách để chia làn xe chạy. Có thể trong tháng 11 năm 2024 thì nhà thầu sẽ hoàn thành lau lắp dầm cây cầu vượt này. Đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau tại vị trí nút giao Hoa Thị với đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Chúng ta di chuyển đến vị trí nút giao giữa hai đường cao tốc chỉ cách nút IC4 tầm 600-700m. Sau khi hoàn thành, nhìn toàn cảnh hệ thống giao thông ở nơi đây sẽ rất là quy mô. Chúng ta quan sát trên công trường xây dựng nút giao Hoa Thị này thì đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau chỉ là một tuyến đường thẳng, nhà thầu chỉ xây dựng một tuyến đường chính. Còn đơn vị thi công đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng sẽ xây dựng cây cầu vượt, xây dựng các nhánh kết nối với đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau. Chúng ta sẽ hiểu phần việc của ai thì người đó sẽ làm. Quy mô cây cầu vượt sẽ được xây dựng rộng 6 làn xe. Nhà thầu đang trong quá trình xây dựng phần trụ cầu vượt cũng như 4 đường nhánh. Đây được xem là một nút giao thông lớn kết nối giữa hai đường cao tốc CT01 và đường cao tốc CT34 nằm trên địa bàn huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Còn ở huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ cũng có một nút giao thông Hoa Thị giống như vậy, kết nối giữa đường cao tốc Lộ Trẻ Rạch Sỏi và đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem toàn cảnh hình dáng nút giao Hoa Thị này nhé. Dự án xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau cũng như đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng được xem là tuyến cao tốc xương sống, trục ngang và trục dọc, sẽ đóng vai trò quan trọng thuộc mạng lưới giao thông kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường cao tốc CT01 được khởi công đầu năm 2023. Đến nay dự án đã vượt qua nhiều khó khăn để dựng hình thành. Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch ban đầu đề ra, tiến độ dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau vẫn đang bị chậm. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, tính đến cuối tháng 10 năm 2024 này, toàn bộ dự án đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau bị chậm tiến độ khoảng 14% so với kế hoạch ban đầu. Công trình xây dựng đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau bao gồm hai dự án thành phần, gồm có đoạn Cần Thơ Hậu Giang dài 37km và đoạn Hậu Giang Cà Mau dài 73km. Toàn bộ tuyến đường sẽ đi qua 5 tỉnh thành gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau. Trong giai đoạn 1, tuyến đường cao tốc sẽ đầu tư 4 làn xe, mặt đường rộng 17m, chỉ có điểm giật khẩn cấp, chưa có xây làn giật khẩn cấp, vận tốc tối đa 80km/h. Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc này sẽ có 2 làn giật khẩn cấp, mặt đường sẽ rộng 6 làn xe, vận tốc tối đa lên tới 100km/h. Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 27.000 tỷ đồng. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đang chỉ đạo các nhà thầu trên tuyến đường huy động mọi nguồn lực, bổ sung thiết bị để đưa nguồn cát, nguồn vật liệu đắp nền về công trường, đáp ứng mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc gia tải trong năm 2024. Đồng thời, các nhà thầu đang huy động nguồn cấp đá phối dâm về dự trữ để phục vụ thi công kết cấu mặt đường.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành phần cầu trên tuyến đường trong năm 2024, sẽ thi công xong phần tuyến đường chính trong tháng 11 năm 2025, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trong tháng 12 năm 2025. Theo sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2025. Trong tháng 11 năm 2024 này, tôi sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng như các tuyến đường cao tốc đang xây dựng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long gửi đến tất cả mọi người cùng xem. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng toàn cảnh đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại hai nút giao thông lớn ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.